Võ sư Đoàn Bảo Châu nhắn Cung Lê, Florence không bắt nạt tôi. Trước những nhận xét có phần thiếu tôn trọng mà Cung Lê dành cho Florence, võ sư Đoàn Bảo Châu đã lên tiếng để bênh vực người vừa đánh bại mình. Cách đây ít ngày, võ sĩ gốc Việt Cung Lê đã khẳng định không muốn đấu với Florence, nhưng nếu đấu, anh sẽ cho võ sư Canada phải gãy tay, gãy chân, gãy mặt trong bất kỳ một khoảng thời gian nào mà mình muốn. Thậm chí Cung Lê còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng Florence khi cho rằng võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh đã bắt nạt hai đối thủ già hơn là Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh. Trước cách ứng xử có phần gay gắt thái quá từ Cung Lê, cách đây ít phút, võ sư Đoàn Bảo Châu đã lên mạng xã hội để gửi gắm thông điệp của mình tới võ sĩ gốc Việt. Trà, rượu và võ. Chúng ta thường phải chọn bạn để thưởng trà, và người ấy cũng phải thích trà. Biết đánh giá trà ngon ở mức nào, sau trà sẽ là những câu chuyện tâm tình, mở lòng để ta được giao lưu với một tâm hồn khác. Trà cũng chỉ là phương tiện cho việc giao lưu sâu sắc này. Do vậy mà người biết thưởng trà không bao giờ ngồi với người thua lỗ, thích phong cách Jojo ẩm mỹ như ở quán bia. Rượu cũng vậy, nhưng có thể cao hơn một chút trong chuyện giao tình, bởi cả hai sẽ chênh choáng, suy nghĩ logic kém đi, nhưng trong lòng sẽ thăng hoa khi cảm thấy sự chênh choáng của mình được đồng cảm. Và những tâm tình sâu kín có thể sẽ tuôn chảy nhiều hơn, sau đó họ cảm thấy yêu quý nhau hơn. Chính vì vậy tôi chỉ uống rượu với tri kỷ. Võ lại cao hơn nữa. Người tập võ mời nhau giao đấu trên nền tảng tương đồng về văn hóa và quan điểm về võ. Và mặc dù sau đấy có thể chấn thương, nhưng cả hai bên coi đây là bình thường. Bởi thể thao nào chẳng có chấn thương, bởi dễ chấn thương mà vẫn yêu quý nhau sau trận đấu, ấy mới là một sự giao tiếp rất cao về văn hóa. Tôi biết võ sĩ Cung Lê rất giỏi. Người Việt Nam nào cũng tự hào về anh, nhưng ở đây với tư cách một người tham gia vào một trận đấu với võ sư Forrest, tôi cần nói rõ mấy quan điểm. Võ sư Forrest không bắt nạt tôi và võ sư Trần Lê Hoài Linh. Cả hai chúng tôi đều là những người chủ động mời giao lưu và việc ấy là rất bình thường. Người đá bóng, chơi bóng bàn, cầu lông cần phải thi đấu thường xuyên để rèn luyện, võ cũng vậy. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đặt vấn đề ăn thua lên trên, thì mọi công việc của chúng ta đang làm không còn ý nghĩa của võ đạo nữa, và chúng ta sẽ làm phong hại phong trào võ thuật. Bởi người ngoài hay các bậc sư huynh sẽ không nhìn thấy võ đạo, mà chỉ nhìn thấy sự thù hận, bạo lực và sự ăn thua, là sự dẫm đạp lên nhau về danh tiếng. Từ khi mở lời giao đấu, có biết bao thanh niên thách đấu và nhục mạ tôi, họ chê tôi võ kém, họ gọi tôi là thằng già. Tất nhiên tôi không trả lời, bởi như đã nói, giao lưu võ thuật cần sự đồng đẳng về văn hóa, và hơn nữa tôi cũng không thể dạy họ những bài học về võ. Sự thái độ và cách sống của họ sẽ mang đến những bài học cần thiết của cuộc đời. Nhưng cảm giác buồn là có, bởi cái môi trường chúng ta đang sống quá xấu xí, tâm lý bầy đàn, tấn công người khác bằng lời lẽ hạ tiện, bẩn thỉu. Những sự việc đau lòng đánh hai người phụ nữ bán tăm vì nghi họ bắt cóc trẻ em, đốt xe ô tô của người buôn gỗ vì nghi họ dùng thôi miên, cho chúng ta thấy rằng bạo lực trên thế giới ảo hoàn toàn có thể biến thành bạo lực trên đường phố và những góc làng ở nông thôn, và như vậy thì tất cả chúng ta đều trở thành nạn nhân trong oan uổng. Và nếu võ thuật không thể hiện được tinh thần cao thượng của võ đạo, không làm xã hội tốt đẹp hơn, thì hoạt động võ thuật ấy là vô nghĩa. Hơn nữa, suy cho cùng nếu cứ tư duy theo kiểu thắng thua thì tất cả chúng ta sẽ trở thành kẻ thua cuộc khi một ngày nào đó tuổi tác ập đến. Với tư cách là một người bạn của võ sư Pierre-François Forest, tôi sẽ khuyên bạn là đừng tham gia vào những giao lưu võ thuật mà sự ăn thua, không tôn trọng nhau đã ngáng đường và làm hỏng ý nghĩa của tinh thần võ đạo đẹp đẽ. Trao đổi với phóng viên trưa 24 tháng 7, võ sư Đoàn Bảo Châu khẳng định rằng anh không chỉ muốn gửi gắm thông điệp nêu trên tới riêng mình Cung Lê, mà anh còn muốn gửi tới toàn cộng đồng yêu mến võ thuật. Tôi muốn hướng tới vấn đề mấu chốt là cần nâng cao tinh thần thượng võ và quan điểm đúng về võ đạo, về giao lưu võ thuật. Võ sư Đoàn Bảo Châu cũng chia sẻ quá trình hồi phục chấn thương sau trận đấu với Forrest. Hiện giờ vết thương trên mặt thì vẫn còn,
nhưng cơ bản đã được hồi phục 90% rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Trên trang Facebook cá nhân, võ sĩ MMA gốc Việt Cung Lê tuyên bố nếu giao đấu, anh sẽ hạ võ sư Vịnh Xuân phái Nam Anh Pierre Forest trong 1 phút. Ngày 22 tháng 7 năm 2017, võ sĩ MMA Cung Lê nói trong đoạn livestream trên Facebook của mình, giải thích về việc thách đấu với võ sư Vịnh Xuân Pierre Forest và cho rằng anh hạ Forest bất kỳ lúc nào mình muốn. Lê Cung thương quý vị cộng đồng Việt Nam, Lê Cung không có bao giờ nói là Lê Cung sẽ đấu cái thằng này không có phải đấu thủ mà có luyện tập võ mà đánh mấy người già hơn, mấy người nhỏ hơn. Vì sao Lê Cung đấu cái thằng này? Lê Cung đấu cái thằng này xong ai sẽ trả tiền cho bác sĩ giúp cái thằng này? Lê Cung đánh vài lần là gãy tay, gãy chân, gãy mặt. Lê Cung đâu có muốn là Lê Cung không có phải giống cái người đó. Mà nếu cái ông Kid mà ông làm võ giả, Lê Cung đâu có biết, Lê Cung không có biết ông Kid, Lê Cung không có bảo vệ ông Kid. Lê Cung là chữ bảo vệ cộng đồng Việt Nam. Lê Cung là một người Việt Nam, Lê Cung thương cái nước của Lê Cung. Thì Lê Cung không có cần đấu với mấy cái thằng mà đi đánh mấy người già hơn, đi đánh mấy người nhỏ hơn. Lê Cung đã đấu mấy người giỏi nhất của thế giới. Vì sao Lê Cung đấu một cái thằng mà không có tên, không có gì mà Lê Cung không có, Lê Cung phải trả tiền để đấu thằng này? Thì vì lúc Lê Cung đấu xong, ai sẽ trả tiền để thằng này đi nhà thương? Lê Cung phải trả chứ. Thì vì Lê Cung đánh cái thằng này nó bị thương, thì ai sẽ lo cho cái thằng này? Lê Cung đâu có muốn làm ai bị thương đâu. Lê Cung là người võ sĩ, người Việt Nam. Thì Lê Cung không có cần đánh cái thằng này. Mà nếu thằng đó muốn tới võ đường Lê Cung cho nó mặc mấy cái đồ để nó không có bị thương nhiều. Xong Lê Cung bắt nó trả một cái private lesson. Xong Lê Cung hạ nó dễ dàng. Nhưng Lê Cung hạ nó trong 1 phút. Lê Cung hạ nó trong 1 phút. Lê Cung muốn hạ nó trong 5 phút. Dễ dàng. Cái gì Lê Cung muốn hạ nó khi nào Lê Cung sẽ hạ dễ dàng. Ok. Lê Cung không có nói tiếng không có nói về cái thằng Flores này nữa. Lê Cung đã nói tiếng Việt Nam khoảng 15 phút trước khi quý vị mới lên cái Facebook. Thì nếu quý vị muốn nghe Lê Cung nói gì thì xin quý vị coi từ bắt đầu. Xong Lê Cung đã nói về cái anh lỗ cá đó, cái anh Flores lỗ cá, cái anh đó không có phải võ sĩ thiệt. Như các bạn vừa nghe livestream của Cung Lê, Cung Lê nói Cung Lê không bao giờ muốn đấu Forest bởi ông ta không phải đối thủ xứng tầm. Đấu với ông ta, Cung Lê phải đi trả tiền viện phí à. Cung Lê sẽ không quan tâm đến chuyện ông Kiệt, trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của Nam Hình Đạo, làm võ giả hay không và cũng không biết ông Kiệt. Tôi không bảo vệ ông Kiệt mà bảo vệ cộng đồng người Việt Nam. Cung Lê là người Việt. Tôi không cần đấu với Forest, người mà tìm đến mấy người già hơn, thể hình nhỏ con hơn để đấu. Cung Lê đã đấu với những người giỏi nhất thế giới, tại sao lại đấu với Forest không tên tuổi gì hết? Tuy nhiên võ sĩ gốc Việt cũng khẳng định, nếu Forest tới võ đường của anh, thì anh có thể cho đi viện trong chớp nhoáng. Ông ta tới, tôi sẽ phải cho ông ta mặc đồ bảo hộ, để tránh việc bị chấn thương nhiều. Tôi sẽ hạ ông ta một cách dễ dàng trong 1 phút, hoặc trong 5 phút, hạ lúc nào là Cung Lê làm được lúc đó. Trong khi đó, võ sư Vịnh Xuân nói trước truyền thông rằng, lý do gì khiến Cung Lê thách đấu tôi? Cung Lê không biết tôi thách đấu Huỳnh Tuấn Kiệt vì chính nghĩa, muốn tìm lại sự thật cho võ thuật. Vì thế lời thách đấu của ông ta đối với tôi quá ngạo mạn.
Thậm chí Cung Lê tuyên bố nếu tôi đấu với ông ta thì sẽ phải tốn tiền viện phí các kiểu. Đó là một sự xúc phạm lớn với bản thân tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí Thức Vô Tận để đón xem.